Hai xin chào tất cả các bạn đã trở lại với Ô tô Sài Gòn. Lại là mình đây, không là ai khác nữa. Mà chúng ta đang ở trong cái mùa dịch này hết sức là nguy hiểm, thành ra mình phải mang khẩu trang cho nó an toàn với bản thân mình và với các bạn đang xem video của Ô tô Sài Gòn. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một thiết bị rất là hay và giúp ích cho tất cả mọi người khi mà tham gia giao thông, đặc biệt là cái giao thông Việt Nam. Một cái thiết bị tên là Mobilize được gắn ở trên xe mình và mình trải nghiệm thời gian hôm nay rất là lâu và mình thấy nó rất là thú vị và nên chia sẻ cho tất cả mọi người để mọi người có thể sử dụng nó trên những cung đường mình đi qua. Thì thiết bị của mình là gì? Mobilize là một thiết bị cảnh báo cho các bạn, cảnh báo làn đường nè, cảnh báo va chạm phía trước nè, cảnh báo những phương tiện cắt ngang nè, cảnh báo người đi bộ nè. Rồi nó có thể giúp cho mình thay đổi được những cái thói quen xe để cho mình có thể lái xe một cách an toàn hơn. Như vậy thì nó hoạt động ra sao thì bây giờ các bạn xem video của mình để các bạn sẽ thấy là cái thiết bị nó hoạt động tốt như thế nào. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn cả hai cái môi trường mình test thử cho các bạn có thể thấy. Bây giờ là đầu tiên là mình sẽ test ở cái môi trường là ánh sáng ban ngày đầy đủ, ở mật độ giao thông ở trên đường cao tốc, và sau đó mình sẽ test ở trong phố. Sau đó thì mình sẽ test luôn chức năng ở cái môi trường là ban đêm để cho các bạn thấy là cái thiết bị nó hoạt động tốt như thế nào. Thứ nhất là mình sẽ nói sơ qua cho các bạn biết một chút xíu về cái thông tin của cái thiết bị này. Thì đây là một cái sản phẩm của Israel, một sản phẩm danh tiếng được mọi người biết đến. Và những cái chức năng này hầu như là các bạn có thể là chỉ có thể là tìm thấy trên những chiếc xe mà tiền tỷ mà thôi, trên những cái dòng như Range Rover, những cái chiếc Mercedes, trên những cái chiếc Subaru và thậm chí trên cả những chiếc xe an toàn trên nhất trên thế giới là Volvo nữa. Nhưng nay các bạn có thể gắn những cái thiết bị này trên những cái chiếc Grand i10 của các bạn, hay là trên những cái chiếc Vios thần thánh cũng có những chức năng cảnh báo làn đường, cảnh báo va chạm như thường. Thì bây giờ mình sẽ chạy phía trước thì các bạn có thể nhìn thấy là phía trước mình đang đi ở trong một cái con đường hết sức là đẹp ở trên đường Mai Chí Thọ ở Sài Gòn này. Thì mình sẽ thử cho các bạn cái chức năng là cảnh báo va chạm phía trước. Bây giờ mình sẽ bám đuôi theo chiếc xe phía trước và mình sẽ cố tình không thắng để nhóc ga, nó sẽ báo cho mình biết. Đấy, các bạn có thể thấy nó báo. Và ở trên tiếng báo bíp 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 đó, nó hiện ở trên cái màn hình nhỏ xíu ở trên phía trước này cho các bạn có thể thấy là chiếc xe phía trước nó sẽ đỏ lên. Đồng thời ở trên cái vô lăng của bạn nó cũng rung lên nữa, để cho nó cảnh báo cho người biết là phía trước nó có xe, hãy chạy chậm lại hay là chạy từ từ lại, đừng có nên chạy quá nhanh để giữ khoảng cách an toàn. Mình sẽ thử lại để cho các bạn có thể thấy nha. Đây, xe phía trước nè, mình cố tình nhóm ga lên nè và cố tình lao về phía trước nè. Đấy, nó báo này tức thời, trong cái khoảng cách đó nó sẽ báo và nó rung cái tay lái của mình lên, nó rung lên để cho các bạn cảnh báo là mình đang chạy rất là gần rồi, nguy cơ va chạm rất là nhiều, bạn hãy chạy chậm lại đi. Đó là cái cảnh báo thứ nhất, đó là một cái option, một cái chức năng đầu tiên mà mình muốn giới thiệu cho các bạn trên cái thiết bị Mobilize này. Cái chức năng thứ hai á là cái chức năng mà nó sẽ báo khoảng cách cùng với xe phía trước. Giống như bây giờ mình đang chạy cùng chiếc xe phía trước, mình sẽ chạy gần lại. Đấy, thì khi đó là nó sẽ báo trên màn hình cho các bạn biết là giữa xe mình và xe ở phía trước á, nó còn khoảng là bao nhiêu giây xảy ra va chạm. Thì ở trên màn hình thì chúng ta có thể thấy là 1.8 nè, thì cái khoảng cách hiện giờ là 2.5 rồi, thì khoảng cách càng xa thì nó báo càng nhiều. Thì cái thông số này là gì? Là cái số giây 1.8, 2.2, 2.5 đó là cái giây có thể xảy ra va chạm với xe phía trước. Vì nó sẽ không báo khoảng cách nữa mà nó sẽ dựa vào cái camera mà mình gắn ở trên đây, nó sẽ xác định được là xe mình chạy bao nhiêu km, rồi xe mình đang chạy với tốc độ là bao nhiêu. Với vận tốc như vậy thì
nó có xảy ra va chạm hay là không. Nó sẽ phân tích những cái tình huống như vậy, nó sẽ phân tích đầy đủ và nó sẽ đưa ra cho mình cảnh báo là giữa xe mình và xe phía trước còn bao nhiêu giây nữa sẽ va chạm, để cho mình có những cái chuẩn bị mình sẽ lái xe an toàn hơn. Bây giờ mình sẽ tiếp tục thử lại cho các bạn xem. Bây giờ phía trước mình vẫn có một chiếc xe, thì mình sẽ thử lại cái tính năng cảnh báo và xe va chạm phía trước và cảnh báo khoảng cách để cho các bạn có thể hình dung một cách chi tiết hơn. Thì bây giờ mình sẽ bám theo đuôi ở xe phía trước với một khoảng cách gần hơn. Bây giờ nó sẽ bám khoảng cách là 1.8. Nó chuyển làn rồi, mình cũng chuyển làn luôn. Sau đó mình sẽ cố tình dí vô đích nó. Đó, nó báo liền. Đó, nó báo cho bạn một cái tiếng tinh, để cho các bạn có thể là cảnh giác, hoặc là khi mà các bạn hay là lơ là này nọ đó, thì khi đó các bạn sẽ giật mình lại để xem phía trước nó sắp va chạm. Thì đây là một cái cảnh báo hết sức là hay, mà mình có thể thấy là trên cái mật độ giao thông với lượng xe dày đặc như vậy, thì những cái lời mà cảnh báo của cái thiết bị nó giúp cho các bạn có thể tập trung lái xe hơn rất là nhiều. Bây giờ mình sẽ giới thiệu cho các bạn thêm một tính năng nữa trên thiết bị Mobile Life, là thiết bị cảnh báo trên làn đường. Thì một cái chức năng này cũng hết sức là hay, để cho các bạn có thể tập trung lái xe nhiều hơn. Hay là các bạn có thể đang đi trên đường mà có một cô gái nào đó đang đứng, thì các bạn có thể bị mất tập trung khi lái xe. Đó, cái thiết bị này mà khi mà bạn mất tập trung, mà khi mà bạn chệch sang lề đường á, thì nó sẽ cảnh báo cho các bạn biết. Bây giờ mình sẽ thử chệch sang phải tí xíu để xem cái thiết bị nó cảnh báo thế nào nha. Đấy, nó cảnh báo lề đường, các bạn phải trả lại ngay cái đúng lần của mình. Thế thôi là nguy hiểm đấy, các bạn phải tập trung, đừng có nhìn những cô gái bên kia. Tập trung lái xe, nhìn đường phía trước nè. Bây giờ mình sẽ cố tình chạy lên tí xíu. Đó, chết, ta lái sang phải tí xíu xem thế nào nha. Đó, kêu liền, thiết bị kêu lên liền, vô lăng rung lên liền. Sực nhớ lại, chạy làn đường rồi, phải tập trung vô, không có nhìn qua nhìn lại, tập trung lái xe thôi. Nếu mà bây giờ mình sẽ chủ động chuyển làn đường với bật xi nhan chung luôn, thì như vậy thì cái thiết bị này nó sẽ biết là mình sẽ chủ động chuyển làn đường, chứ không phải là mình bị lên làn đường, thì khi đó nó sẽ không có báo. Bây giờ mình sẽ chạy tốc độ cao lên tí xíu, mình sẽ bật xi nhan và sau đó chuyển làn đường, thì khi đó nó sẽ không báo. Đấy, thì nó sẽ hoạt động rất là tốt. Thì mình chạy với cái giải tốc độ là trên 60 và mình chạy chậm thì nó sẽ không có cảnh báo trên làn đường đâu, mà tại vì nó sẽ hiểu là bạn đang chạy trong nội ô chẳng hạn, đang chạy tốc độ 50, thì nó hiểu là bạn đang chạy trong đô thị, thì nó sẽ không báo nhiều để cho các bạn không có bị sao nhãng. Nó hoạt động nó không làm cho các bạn bị phiền nhiều khi mà các bạn khi mà lái xe ở trong phố nè, hoặc là lái xe ở ngoài, vì nó sử dụng cái camera sensor để nó phân tích tất cả các dữ liệu chung quanh xe. Vì những nhà thiết kế của Mobile Life họ cũng tính với cái mật độ giao thông ở Việt Nam, họ cũng biết là cái lượng xe máy rất là nhiều, và như vậy thì cảm biến mà nếu nó không hoạt động tốt thì nó sẽ báo rất là nhiều, vì cái lượng xe máy nè, những phương tiện cắt ngang nhiều thì nó sẽ báo rất là nhiều. Nhưng thiết bị này không như vậy, nó sẽ dựa vào camera để nó quan sát, và nó dựa vào cái tốc độ của mình để xem những cái tình huống đó có nên báo hay không, và có xảy ra cái va chạm hay không, mà nó sẽ đưa ra những cái quyết định là cảnh báo cho mình, chứ nó không có phải là như là những thiết bị khác mà sử dụng sóng radar để nó quét, thì nó sẽ không biết là đâu là xe máy, đâu là xe hơi, đâu là người đi bộ, thì nó sẽ báo lung tung lên, mình sẽ rất là nhức đầu.
đây thì nó sẽ sử dụng cái công nghệ camera sensor để nó đưa ra một cái thời gian thật. Những cái công nghệ này á, thì được những cái hãng khác mua lại, cũng đang sử dụng trên những chiếc xe hạng sang, cũng đang sử dụng công nghệ của Mobileye này trên những chiếc xe của họ. Thì nay Mobileye họ đã sản xuất ra một cái thiết bị riêng để phục vụ cho người dùng, những cái người mà sử dụng và những dòng xe thấp hơn mà không được tích hợp những công nghệ tiên tiến như vậy. Ngoài ra thì cái thiết bị Mobileye này á, nó còn được tích hợp của chip Intel. Chính vì vậy cái tốc độ xử lý nó rất là nhanh, cũng như là cái tốc độ mà nó hiển thị trên màn hình các bạn có thể thấy. Nó sẽ không sử dụng cái GPS, vì cái GPS nó sẽ làm cho cái chiếc xe nó sẽ có độ trễ so với tốc độ bình thường. Chính vì vậy nó sử dụng cái camera sensor này, nó sẽ đưa ra những cái thông báo trong cái thời gian thật nhất để cho chiếc xe mình an toàn hơn rất là nhiều. Ngoài ra thì thiết bị Mobileye này nó còn có thể đọc được những biển báo giao thông trên đường, để nó đưa cho mình biết những cái thông tin giống như là biển báo tốc độ nè, biển báo cấm vượt nè, biển báo cao tốc nè, hay là chúng ta đang đi vô cái biển báo về đường cao tốc. Thì phía trước đây thì có hai biển báo 80 và 60. 80 là dành cho xe con như xe mình, và 60 dành cho xe tải. Thì hiện tại nó vẫn đọc được rất là tốt là mình đang chạy với cái biển 80, vận tốc 80 km/h. Đấy, nó đọc được biển báo rất là tốt. Ngoài ra thì nó sẽ còn đọc được những cái biển báo giao thông cơ bản ở Việt Nam, như là mình vừa mới nhắc để cho các bạn thấy là cấm vượt xe, những cái cung đường nào mà đường vạch liền cấm vượt nó vẫn đọc được luôn. Và đi vô đường cao tốc thì nó vẫn hiện được những cái icon đường cao tốc để cho các bạn thấy. Khi mà các bạn hiện giờ là 80 km/h, khi mà các bạn chạy vượt tốc độ quá 80 thì cái icon hiện cái biển báo 80 ở trên màn hình các bạn sẽ thấy nó sẽ chớp lên. Thì hiện tại mình chỉ nói cho các bạn hình dung thôi, chứ mình sẽ không chạy quá tốc độ đâu, vì ở phía trước có bắn tốc độ. Mình sẽ không chạy quá tốc độ. Khi mà mình sử dụng một thời gian hôm nay thì mình chỉ thấy một điều nó hơi khó chịu chút xíu, mà khiến mình hơi gọi là mình hơi khó tính. Thì khi mà những biển báo giao thông lúc nãy ở Việt Nam mình nó có thêm một cái biển báo là trọng tải bao nhiêu tấn trên những cung đường á, thì ví dụ như mình đi qua cái đoạn đường là 20 tấn thì nó vẫn cái biển báo là y chang như biển báo tốc độ vậy đó, nhưng mà ở phía dưới nó có chữ T nhỏ. Thì cái thiết bị này á, nó vẫn hiểu là đây là biển báo tốc độ, chứ nó không hiểu rằng đây là biển báo trọng tải về tấn. Thì đó là một cái khó chịu mà mình xài cái thiết bị Mobileye này, nó hôm nay nó sẽ cho mình biết như vậy. Thì nếu mà các bạn tại vì cái biển báo mỗi nước mỗi khác, và ở Việt Nam mình cũng khác so với các nước khác, nó chưa có làm việc tốt không như vậy. Nếu các bạn khó tính thì nó hơi khó chịu tí xíu, nhưng mà các bạn có thể bỏ qua được những vấn đề đó không sao. Chủ yếu là hai cái chức năng mà mình thấy ưng ý và thích nhất ở trên cái thiết bị này, đó là đọc khoảng cách xe phía trước. Đến hiện tại thì mình đang giữ khoảng cách là 1.0 chấm đấy, chạy gần là báo liền để cho chiếc xe mình an toàn hơn, mình lái xe an toàn hơn. Và cái thứ hai nữa là cảnh báo chệch làn đường. Đây là hai cái chức năng chính và hai cái chức năng mà mình thích nhất khi mà mình sử dụng cái thiết bị Mobileye. Nó đáp ứng đủ trong những cái tình trạng giao thông ở Việt Nam. Mà những cái chức năng này các bạn biết là trên những cái dòng xe hạng sang á, những chức năng này cũng rất là mắc tiền. Các bạn mới sở hữu được những cái chức năng là cảnh báo va chạm phía trước, cảnh báo va chạm phía sau, rồi khi mà cảnh báo và phương tiện cắt ngang khi lùi chẳng hạn. Đó là những cái option mà rất là đắt đỏ, mà các bạn có thể bỏ ra hàng tỷ đồng để mua và sở hữu chiếc xe nó mới có được những option đó. Còn đây, ngay bây giờ Mobileye nó đã có chức năng đó, mà bạn có thể gắn được trên những chiếc xe
bình dân nhất, phổ thông nhất cũng được. Nhưng mà mình sẽ lưu ý một lần nữa đi cho các bạn biết là đây là chỉ là một cái thiết bị cảnh báo thôi, chứ nó sẽ không can thiệp sâu vô quá nhiều chân ga hay là chân thắng của các bạn. Đây là chỉ là một thiết bị cảnh báo để cho các bạn có thể lái xe an toàn hơn, hay các bạn có thể thay đổi được những cái thói quen xấu của mình, phải lái xe cẩn thận hơn rất là nhiều. Thì cái cách lắp đặt thì mình hỏi thì hầu như là lắp đặt cũng nhanh chứ không có lâu đâu, khoảng dao động từ 45 cho đến 1 tiếng đồng hồ thì cái thiết bị này nó hoàn chỉnh. Một cái camera và sensor thì được gắn ở phía sau cái kính chiếu hậu ở trong, và một cái màn hình nhỏ nhỏ bằng một cái chiếc Apple Watch nhỏ nhỏ thôi, thì gắn ở phía trước tay lái, phía trước chúng ta, phía sau tắp lô này, để cho mình dễ quan sát thôi. Thì thiết bị toàn là plug and play, rất là dễ dàng tháo và lắp đặt hoặc là thay thế, rất là dễ, thành ra các bạn cũng yên tâm khi mà lắp thiết bị này, mà nó sẽ không ảnh hưởng đến những cái thiết bị điện của xe của các bạn đang sử dụng. Thì bây giờ mình sẽ đi vô đường nội ô để mình thử thêm một cái tính năng là cảnh báo người đi bộ hoặc là đi xe đạp, để xem các bạn có thể thấy là cái thiết bị này nó hoạt động tốt khi mình lưu thông ở trong đường nội ô thành phố Sài Gòn như thế nào. Với cái tốc độ thấp, khoảng một độ giao thông rất là chậm như vậy, thì nó sẽ hiểu rằng mình đang di chuyển trong nội ô. Thì như vậy thì nó sẽ phân tích được những chiếc xe máy cắt ngang, những cái phương tiện xe hơi chẳng hạn, để nó sẽ đưa ra cái mức cảnh báo vừa phải, nó sẽ không làm phiền các bạn khi mà lái xe, mà với cái lượng xe máy thì nó rất là nhiều như thế này thì nó sẽ không có bíp 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 để là làm phiền cho tất cả các mọi người. Thì hiện tại thì mình sẽ thử cái tính năng là người đi bộ, mình sẽ tìm một cái người đi bộ nào đó để mình cố tình mình đâm vô họ để xem cho nó có cảnh báo hay không nha. Đây, phía trước có hai cô chuẩn bị qua đường nè, đó. Nó sẽ báo, nó hiện lên màu xanh, các bạn có thể thấy nó hiện lên cái biểu tượng là người đi bộ để nó cảnh báo cho mình. Nhưng mà mình giữ khoảng cách an toàn thì nó sẽ không có bíp hoặc là rung lên, nó chỉ báo thôi. Tất nhiên rồi, mình sẽ không thử đâu, không thử khi mà mình chạy chiếc xe mình quá gần những người đi bộ thì nó không an toàn chút nào. Mình chỉ có những cái hình minh họa vừa nãy đó. Đây, một cô bật áo hồng chuẩn bị sang đường đó, nó sẽ hiện lên cái biểu tượng là người sang đường, người đi bộ. Khi mà bạn không giữ khoảng cách hoặc là chạy quá gần đó, nó sẽ cảnh báo đỏ lên để cho các bạn thấy là nó sẽ không an toàn. Đó là những trường hợp mà mình nghĩ là bất khả kháng thôi, chứ các bạn không nên thử nha, không nên thử với cái tính mạng của người khác đâu. Rất là hay là cái thiết bị nó nhận dạng được là người thật, chứ không phải là một cái gốc cây, hay là không phải là radar, hay là nó quét là nó hiểu là đó là một cái gốc cây hay là một cái cục điện hay gì. Không phải, đó là người đi bộ thì nó sẽ nhận dạng được người đi bộ sang đường. Cái tính năng trên thiết bị Mobileye này nó giúp cho mình rất là nhiều. Đây, một chú chuẩn bị sang đường đó, nó vẫn nhận diện được. Đấy, nó nhận diện được chú đó là đang sang đường, chứ không phải là một cái vật thể khác. Nhưng mà người xe đạp nó vẫn vậy, nó vẫn nhận diện được những cái người đi xe đạp đang lưu thông, để nó đưa ra những mức cảnh báo vừa phải tùy với cái tốc độ xe mà mình di chuyển, mà nó sẽ có những cái lời cảnh báo khác nhau để giúp cho mình sẽ lái xe an toàn hơn. Mình với tốc độ này, mình phải nhắc lại một lần nữa là với cái tốc độ dưới 30 km/h thì nó sẽ hiểu là mình đang chạy rất là chậm và đang di chuyển trong nội ô, thì những cái lời cảnh báo của nó sẽ đưa ra hết sức là vừa phải. Nó sẽ 30 km/h thì nó sẽ không cảnh báo chệch làn đường đâu, nó sẽ không cảnh báo là khoảng cách giữa xe phía trước đâu, các bạn cũng chạy nhanh hơn chút xíu thì nó mới báo là khoảng cách.
khi đó thì nó chỉ nhận diện khi mà 30 km/h nó chỉ nhận dạng được khi là phía trước đó là xe hơi hay là người đi bộ mà thôi. Chúng đưa ra lời cảnh báo khi mà nó cố tình mình lao lên phía trước. Giờ mình sẽ các bạn video chưa hết đâu, các bạn chờ tí xíu, mình sẽ thử cái thiết bị Mobile Light này ở trong cái môi trường là ban đêm để xem các bạn có thể thấy được rằng cái thiết bị nó có làm việc tốt hay không. Nhưng mọi người đã thử rồi, chắc chắn làm việc rất là tốt. Nó như nó sử dụng camera mà, nó đâu có sử dụng radar đâu. Thành ra là những gì mà mắt người mình nhìn thấy được là nó cũng thấy. Các bạn an tâm. Bây giờ mình sẽ thử cái tính năng là chỉnh làn đường trước. Khi mà trời tối á, thì nó có hoạt động tốt hay không với cái thiết bị Mobile Light này. Thì bây giờ mình sẽ chạy với vận tốc là hơn 60 km/h. Đấy, mình đang lên. Và phía trước thì làn đường rất là rõ ràng. Mình sẽ cố tình đánh lái sang trái. Đó, nó sẽ báo và nó sẽ rung lên. Có nghĩa là nó báo mình là trên làn đường với cái thời thời tiết là mình quay vào ban đêm thì nó hoạt động cũng rất là tốt. Mình sẽ thử và chạy sang phải nè. Đó. Đấy, nó vẫn báo trái phải nha. Nó vẫn báo rất là tốt. Bây giờ mình sẽ chủ động bật xi nhan để cho mình báo cho nó biết là tôi bây giờ tôi chuyển làn chứ tôi không có chệch làn đường đâu. Thì nó lại không báo. Thì cái tính năng chệch làn đường ở trên thiết bị Mobile Light nó hoạt động vào cái ban đêm rất là tốt. Chứ mình không có nghĩ là mình cứ nghĩ là ban đêm nó sẽ hạn chế thôi. Nhưng mà bây giờ trên thực tế thì mình test á, thì mình thấy nó hoạt động rất là tốt. Mình làm một lần nữa nha, mình sẽ đánh lái chệch sang trái một tí xíu. Đấy, nó báo và nó rung cái vô lăng lên. Tại vì nó có tích hợp luôn những cái tính năng mình thêm những cái thiết bị gắn báo rung ở trên vô lăng. Thì khi đó thì ở trên vô lăng mình sẽ rung lên luôn. Đồng thời á, vào ban đêm á, thì những cái biển báo về tốc độ á, thì nó vẫn hoạt động rất là tốt. Để mình chạy lên trên kia một tí xíu cho các bạn xem, nó sẽ nhận diện được cái biển báo tốc độ. Rồi bây giờ mình sẽ vô cái biển ở đây là biển 80 để xem cái nó có nhận dạng được khi mà vào ban đêm hay không. Đấy, nó báo đấy. Với đường trường thì mình vẫn thử cái tính năng là cảnh báo khoảng cách và cảnh báo va chạm với cái xe phía trước. Thì bây giờ mình sẽ dí ga thốc vào cái xe phía trước để xem cái nó có cảnh báo khi mà mình lái xe vào ban đêm hay không, để xem thiết bị Mobile Light nó có hoạt động tốt hay không nhé. Mình sẽ dí sát đít tí xíu chiếc xe phía trước nè. Đấy, nó báo liền, nó chớp đỏ liền. Và khoảng cách an toàn thì hiện tại là 2.0, nó chạy liên tục. Cái số này sẽ nó cập nhật liên tục tùy vào cái tốc độ của bạn chạy và tùy vô cái tình huống vào cái khoảng cách của mình, thì nó sẽ báo được là cái mức độ va chạm khoảng 2 giây hay là 1 mấy giây. Hiện tại nó đang báo trên màn hình là 2.0 giây thì sẽ xảy ra va chạm, nhưng mà trong cái khoảng này là khoảng an toàn, nó màu xanh, nó không có bị đỏ và nó rung lên. Bây giờ mình sẽ thử một lần nữa cho các bạn xem với cái xe phía trước. Đấy, nó báo. Với những chiếc xe máy á, thì thiết bị này nó vẫn nhận dạng là xe hơi nha. Bây giờ ở phía trước mình có một cô nữ và ở trên màn hình biển báo mình nó vẫn là nhận dạng là xe hơi. Thì mình cố tình mình lao vô thử thì xem cái nó có cảnh báo va chạm hay không ha. Đấy, nó vẫn cảnh báo liền. Các bạn thấy mình vừa mới nhóm ga thôi là nó cảnh báo liền. Thì ở trong cái môi trường đô thị thì mình ít có những cái biển báo về giới hạn tốc độ, thành ra là hiện tại nó vẫn không báo. Nó chỉ báo cho mình là tốc độ mình đang sử dụng và cái khoảng cách của cái xe phía trước thôi. Hiện tại là mình vẫn bám theo cái cô nữ hết sức là xinh đẹp phía trước để xem cái nó vẫn nhận dạng, và mình cố tình mình nhấn ga lao tới, nhưng mình hơi bị nhát ga tí xíu á, thành ra nó vẫn hiểu là trong khoảng cách an toàn, phải gần tí xíu nữa nó mới báo. Bây giờ mình sẽ thử bám sau chiếc xe phía trước xem cái nó có cảnh báo an toàn hay không. Hiện tại thì nó nhận dạng được chiếc xe phía trước rồi, nhưng mà mình sẽ cố tình mình sẽ nhóm ga mình lao tới. Đấy, nó báo liền. Nó
báo liền, nó báo mình là khoảng cách va chạm liền. Thì với cái thiết bị của Mobileye này thì nó vẫn hoạt động tốt ở trong cái môi trường là ban đêm. Như vậy thì các bạn sẽ hết sức là an tâm. Nhưng mà các bạn sẽ lưu ý giùm mình vấn đề là đây là chỉ là một cái thiết bị để nó hỗ trợ cho mình khi mình lái xe thôi. Mình sẽ nhắc lại một lần nữa để cho các bạn nhớ rằng đây là một cái thiết bị hỗ trợ để cho mình lái xe một cách an toàn hơn. Khi mà mình chuyển làn hay chẳng hạn mình không có bật xi nhan thì nó hiểu là các bạn sẽ chệch làn đường, thì sẽ báo ngay. Thì các bạn muốn chuyển làn thì các bạn phải bật xi nhan như thế này, thì khi đó nó mới không cảnh báo. Thì như vậy thì những cái thói quen xấu á, giống như là các bạn chuyển làn mà không bật xi nhan chẳng hạn, thì nó giúp cho các bạn sau này sẽ có những cái thói quen tốt hơn, mình chạy xe ổn định hơn để mình có những cái cung đường an toàn. Những cái thông tin nhỏ nhỏ, những cái thiết bị nhỏ nhỏ mà Ô tô Sài Gòn muốn chia sẻ đến cho tất cả mọi người, mong rằng những cái thiết bị này nó giúp cho tất cả mọi người có thể có những cái thói quen lái xe tốt hơn, và nó giúp cho các bạn có thể lái xe được an toàn hơn rất là nhiều. Cảm ơn các bạn đã xem video của Ô tô Sài Gòn và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.